nhằm lập lại trật tự lòng lề đường, chấn chỉnh, dẹp bỏ các chợ tự phát, nhất là trong khu vực gần chợ Bình Điền, kết hợp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức ra quân vào đêm 11 tháng 9 đến sáng 12 tháng 9 để thực hiện công tác này. Ngay sau lời phát động, nhiều đoàn xe cảnh sát, trật tự đô thị huyện Bình Chánh và xã An Phú Tây đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt người vi phạm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhiều trường hợp buôn bán trên lòng lề đường ở đường Nguyễn Văn Linh, xử phạt người buôn bán lấn chiếm khu vực gần chợ Bình Điền. Thì từ tháng 4 2021, trong cái đợt cao điểm phòng chống dịch, thì ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã có cái kế hoạch thiết lập trật tự lòng lề đường để đảm bảo cái công tác giãn cách. Thì từ đầu năm tới giờ đó thì ra quân trên 6.000 lượt, trong đó là tập trung tuyên truyền nhắc nhở là chính. Còn những trường hợp mà không chấp hành đó, thì huyện tiến hành xử lý. Thì kết quả từ đầu năm tới giờ đó thì xử lý theo lĩnh vực là y tế đó thì trên 5 tỷ đồng, và lĩnh vực mà đường bộ đó theo nghị định 100 đó là gần 1 tỷ đồng, và đặc biệt là có xử lý những cái hành vi là không có đăng ký kinh doanh, tự mua bán thành thành điểm kinh doanh nhỏ lẻ đó thì trên 100 triệu đồng. Trong cái đợt cao điểm từ tháng 10 đến nay đó thì đã ra quân là trên 400 lượt, rồi phát là gần 8.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân từ ở những khu nhà trọ, những cái điểm chợ mua bán tự phát và những cái nơi mà có công nhân lưu trú, để cho tuyên truyền để người mua bán và người tham gia mua bán hiểu được những cái quy định là không được phát sinh những cái điểm mua bán tự phát, từ đó dễ cái lây nhiễm cái COVID-19, đồng thời là có nguy cơ là ô nhiễm môi trường rất là lớn trên địa bàn huyện trong công tác phòng chống dịch. Chưa hết, đoàn kiểm tra còn phát hiện và xử phạt những người nhậu trên vỉa hè, thu giữ xe lôi, xe kéo và các tân vật lấn chiếm lòng lề đường khác. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị, môi trường, giao thông, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục kéo dài và thực hiện xuyên suốt cả đến Tết Nguyên Đán. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.